ngày 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoi Christina Ike Chu Huy và Ene Davidson Kelep, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 2 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần giống địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện. Việc này khiến công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt. Phòng Cảnh sát điều tra xác định nhóm mắt xích nằm trong đường dây tội phạm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm Mai Trà My, sinh năm 1992, Mai Vũ Minh, sinh năm 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, Lê Thị Thắm, sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nam Định, Okoi Christina Ike Chu Huy, sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria và Ene Davidson Kelep, sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria. Bước đầu, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm khai nhận dùng phương thức xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần giống, chỉ khác một ký tự, với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ đô la Mỹ, tài khoản Việt Nam đồng. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ đô la Mỹ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng, rồi chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng, tiếp đến chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến cơ sở Yến Xào Kinh Phúc ở số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú, Phạm Văn Nhân, sinh năm 1980, ngụ quận 11, làm chủ, và tiệm vàng Đức Long ở số 296 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại, sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk, làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành đô la Mỹ qua Campuchia cho đồng bọn. Điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma, nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Thúy và Ene Davidson Kelep, Công an thu 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại cơ sở Yến Xào Kinh Phúc và tiệm vàng Đức Long, thu hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu đô la Mỹ và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng để chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.